Trong các phần vừa qua của Hobby Holic đã dẫn các bạn làm quen với các robot cơ bản của chiến đoàn Zen Kaiser. Và ngày hôm nay sẽ đến với phần nâng cấp đáng quan trọng với mây trà mới cho Zenkai Gattaizu Zenkai Duo. Nếu chỉ nhìn sơ qua ngoại hình dạng bên ngoài, mình tin chắc sẽ có nhiều bạn thấy nó na ná giống một phiên bản gì đó mà mình đã từng gặp trong quá khứ. Trong box lần này sẽ có thêm một em Super Tokaiser SD, có thể dùng để trưng bày bên ngoài hay thêm vào để tăng cường cho hợp thể. Nhìn vào kiểu dáng bên ngoài chắc hẳn các bạn cũng biết nó được xây dựng dựa trên hình tượng của chiến đoàn siêu nhân nào rồi phải không? Củng cố thêm phần đầu của siêu hú và cả hai khẩu súng to lớn được vũ trang. Khi ra hình dạng thì nó sẽ trong trạng thái của Gobo, nên việc chúng ta cần làm là phải tiến hành thay đổi hình dạng để cho nó về đúng bản chất hình ảnh của một siêu hú cơ giới được trang bị vũ khí tận găng. Để nói về phần lớn sức mạnh của cỗ máy này thì nó được xem là một trong những hợp thể tăng châu nhất trong series. Và nhất là phần lớn sức mạnh được bộc phát lại khiến chúng ta liên tưởng tới hai phiên bản khủng long trong quá khứ. Và thực sự thì nó bắn ra tên lửa từ móng vuốt và phát ra tia laser màu vàng từ đôi hàm to khỏe. Nhưng thực sự mà nói thì phần đáng thất vọng nhất lại đến từ phần đuôi. Nó chỉ có thể gặp lại một kiểu như thế này, không còn linh hoạt và hành tráng như ở cái bản mô hình trước đó mình đã có từng trên tay. Và nếu có người bảo ở dạng Gobo nó chỉ xem là tạm được ở mặt bằng tiền sảnh và sẽ rất là vô duyên nếu chúng ta lấn tới phần hậu sân, thì ở phiên bản siêu hú tuy có cải thiện nhưng không phải là dạng tiến hóa hoàn hảo. Nhất là ở chi tiết phần chân, nếu theo dạng hức nguyên bản thì nó phải đánh đổi bằng việc gập phần đuôi đúng kiểu một góc 90 độ, trông vô cùng tệ hại phần mỹ quan. Có một cách để cải thiện là ta sẽ cho phần chân nâng cao hơn để duỗi hẳn phần đuôi, nhưng dù cho có làm như thế thì nó vẫn thuộc dạng chỉ cứng không xìu, rất khó để có thể chấp nhận. Nếu đơn giản chỉ để làm đẹp trong tủ đồ chơi mô hình của chúng ta, đó là phần cảm quan bên ngoài của nguyện mô hình về một phiên bản mang đậm sự hoài niệm trong quá khứ. Nhớ đừng quên chúng ta sẽ vẫn sẽ gặp nhau vào đúng khung giờ phát sóng hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.